năm học 2022-2023 thực hiện kế hoạch số 37 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy về việc nâng cao chất lượng cho trẻ các cái hoạt động giáo dục thể chất trong trường mầm non, thì chúng tôi rất là cân nhắc khi lựa chọn công ty Edumelia để thiết kế khu vui chơi vận động sáng tạo bằng cái nguồn xã hội hóa do các công ty, các đơn vị, các cá nhân và các bậc phụ huynh ủng hộ đóng góp trong năm học 2022-2023. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng bởi vì là các cái khu vui chơi vận động sáng tạo thì được thiết kế phù hợp với lứa tuổi và đặc biệt là phù hợp với tâm sinh lý của trẻ. Các con rất là vui và thích thú khi tham gia các cái hoạt động ở khu vui chơi vận động sáng tạo này, bởi vì thông qua các cái hoạt động đó thì giúp trẻ được ôn luyện các cái kiến thức, các cái kỹ năng vận động như bò, trườn, trèo và nâng cao các cái hoạt động giáo dục thể chất. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với sự sáng tạo của công ty Edumelia thì có nhiều trường mầm non sẽ có các cái công trình phù hợp với lứa tuổi mầm non và giúp cho trẻ được hoạt động, được phát triển thể chất. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo của công ty Edumelia đã giúp chúng tôi hoàn thành khu vui chơi vận động sáng tạo này. Nhà trường đã phối hợp với công ty Edumelia Việt Nam để tư vấn thiết kế, khảo sát và thi công một số các hạng mục công trình của nhà trường, các khu vui chơi trải nghiệm cho các con. Trong quá trình thi công thì nhà trường nhận thấy là đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty làm việc rất là nhiệt tình, tâm huyết và rất là chuyên nghiệp. Và khi nhà trường nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng thì được phụ huynh, cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và các con cảm thấy rất là hài lòng, rất là yêu mến, bởi vì những cái hạng mục của Edu đã mang lại cho trường mầm non Trung A vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và đặc biệt là rất là an toàn, thân thiện với môi trường, đáp ứng được cái sự đổi mới của giáo dục mầm non hiện nay. Tôi rất vui và tự hào là cố vấn chuyên môn cho công ty cổ phần truyền thông giáo dục Edumelia Việt Nam. Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, khảo sát, thi công các công trình tại các cơ sở giáo dục bậc học mầm non, công ty Edumelia đã tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao tại hàng ngàn các trường mầm non trên lãnh thổ Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng với đội ngũ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm, công ty Edumelia Việt Nam tiếp tục là đơn vị tư vấn, khảo sát, thiết kế, cung cấp học liệu, thiết bị dạy học và giáo cụ cho các bậc học mầm non đạt chất lượng cao. Các sản phẩm do Edumelia tạo ra với độ hoàn thiện, tính thẩm mỹ, tính giáo dục, sự an toàn và thân thiện với môi trường giúp cho các trường mầm non nâng cao được hiệu quả và chất lượng trong công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non Việt Nam hiện nay.